Trời đất, cái xe mới trả xe, xe mới trả xe luôn. Ủa, đi luôn rồi. Mất. Đi có làm cái gì vậy? Chị Na hả? Trời ơi, bà biết đi mô tô hả? Na này trên đời có cái gì mà con không biết làm đâu. Trời, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc á. Trời, con gái giờ như bà hiếm lắm ấy nha, hiếm tìm lắm á. Bây giờ vừa biết đi mô tô nè, vừa cá tính nè, vừa mạnh mẽ. Trời. Ủa, nhưng mà tôi hỏi xong đứng đây. Hả? Mọi người về hết rồi mà. Thì tôi đứng đây, tôi đợi, tôi đón xe nhưng mà từ nãy giờ không bắt được chiếc nào hết. À, ra là vậy. Mất. Gì? Ngồi thử sau xe tôi không? Là sao? Cái gì vậy? Tức là tôi chở ông về á. Có vậy cũng hiểu nữa. Bằng xe này. Chứ bằng xe nào? Thiệt không? Thiệt. Ủa thiệt hả? Trời, đợi nha. Trời ơi. Bám cho chặt vô á nha. Nãy tôi không chịu trách nhiệm đâu á.